này ngồi ở ngoài mũi thiền mới đẹp thầy. Này ngồi ở ngoài mũi nè. Lết lên thôi. Lết lên thầy. Cái bộ đồ này cũng gần 30 kg nha cả nhà. Rất là nặng. Vô cùng nặng. Đòi hỏi phải có một sức khỏe tốt mới được đồ đồ này rất nặng cả nhà. Đây là những thước phim chân thật sống động về cái hành trình, quá trình mà gia đình thầy Cương đã chung tay với tất cả các mạnh thường quân trong và ngoài nước để bảo vệ môi trường, để cứu động vật và thiên nhiên, đem lại nguồn không khí trong sạch cho toàn thế giới. Bơi 20 cây số nha, nhưng mà nó bị gọi là bất khả thi á, impossible á. Mọi người cùng chung tay góp sức. Đông tay thì bộ tiếng sẽ kêu to cả nhà. Một mình thầy ấy làm tấm gương tốt cho cả toàn thế giới, mong mọi người cùng học tập theo.